Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Khoảnh khắc cuối cùng của ca sĩ Phi Nhung trên giường bệnh khiến nhiều người khán giả hâm mộ gần xa cũng như là bạn bè, anh em trong và ngoài nước vô cùng xót xa. Sau khoảng thời gian dài chống chọi với Covid-19, trưa ngày 28 tháng 9, ca sĩ Phi Nhung đã từ trần, để lại sự tiếc thương vô hạn cho khán giả và bạn bè, đồng nghiệp. Nhiều người nghệ sĩ không giấu được sự bàng hoàng, liên tục đăng tải những hình ảnh của ca sĩ Phi Nhung, một lời tiễn biệt người đồng nghiệp. Dù cho phải đeo ống thở, tình trạng sức khỏe yếu ớt, nhưng ca sĩ Phi Nhung vẫn vang giọng hát dành tặng khán giả để tri ân cho sự lo lắng trong thời gian qua. Xem qua cái video, người hâm mộ không khỏi xúc động bật khóc khi chứng kiến những giây phút cuối cùng của nữ ca sĩ trên giường bệnh, luôn lạc quan cất vang tiếng hát tặng lại khán giả. Hình ảnh này vô cùng xúc động. Thực sự khi mình xem qua cái video này, bao nhiêu lần mình đã rơi nước mắt. Thật là thương cho chị, một cái số phận trớ trêu, tuổi đời ra đi 51, vô cùng xót xa, để lại bao nhiêu niềm thương tiếc trong lòng khán giả. Thương chị quá, hình ảnh cuối đời vẫn vui vẻ lạc quan, gửi lại những cái lời ca giọng hát của mình để trong lòng khán giả. Mặc dù là chị đã ra đi về thế giới bên kia, nhưng giọng hát và tiếng cười của chị, hình ảnh của chị luôn để lại trong lòng công chúng. Âu cũng là số phận, chị ra đi thanh thản nhé, yêu chị lắm. Em đang buồn ai lắm phải không? Mà sao người khóc cho mà phải má hồng? Bầu ơi em đừng khóc, bầu ơi em nhìn coi, tất cả kia rồi, người ta mong thấy em cười. Dòng quay đêm nay là con số gì đây? Từng dòng quay mà nhớ như đời sẽ thác ngày. Bầu ơi em đừng đau, như trai cười khinh, khán giả thương mình thì còn sân khấu lung linh. Mà ơi em đang buồn ai lắm phải không? Mà sao ngồi khóc cho mà phải má hồng? Bầu ơi em đừng khóc, bầu ơi em nhìn coi, tất cả kia rồi, người ta mong thấy em cười. Dòng quay đêm nay là con số gì đây? Từng dòng quay mà nhớ như đời sẽ thác ngày. Bầu ơi em đừng đau, như trai cười khinh, khán giả thương mình thì còn sân khấu lung linh. Mà gửi